Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài 11, bài 11 peptide và protein. Thầy đã nắm được cái khái niệm tính chất cấu tạo của peptide và protein rồi. Trong clip hôm nay, thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập em nhé. Chúng ta sẽ đi sang câu số 1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Đi là mấy em? Đi là 2. Chúng ta phải lưu ý nhé, đi biến tích. Câu A nhé, NH2, CH2, CO, NH2. Như vậy đây chính là mấy các em? Chính là gì? Là ba tri ha, đúng không? Tại vì cái anh đi peptide á, đi peptide là peptide được tạo từ hai gốc alpha amino acid. Các em nhớ này, để chúng ta lưu ý ở chỗ đây, cái anh dipeptide là peptide được tạo từ hai gốc alpha amino acid. Các em hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta xem thử đáp án nào. Đáp án chính xác là đó chính là đáp án nào? Đó chính là đáp án B này, đúng chưa? Hai góc, ok. Câu này thì dễ ha. Câu số 2, đây 1 ha, ta chọn câu C nha. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucose, glycerol, ethanol và lòng trắng trứng? Phải nào? Ở đây người ta đưa ra 4 thuốc thử, đúng nào? Vậy thì bây giờ người ta có thể làm thành một cái bảng. Mặc dù nó trắc nghiệm nhưng mà chúng ta sẽ trình bày cái bảng theo cái từ lồng để chúng ta nắm nhé. Ở đây có 4 chất, là đầu tiên glucose, như này, glycerol, ethanol, với lại ở đây là cái gì em, lòng trắng trứng ha. Lòng trắng trứng. Như vậy thì theo em thì chúng ta sẽ chọn cái anh nào để mà nhận biết được bố này em? Câu gì nè? Đó chính là câu C này. COH tất cả hai lần này. Biết chưa nào? Ở đây chúng ta có là cái chúng ta chọn thuộc thử đây là COH tất cả hai lần. Được chưa nào? Thì cái anh glucose thì nó chính là dung dịch gì? Xanh lam này. Glycerol thì nó chuyển sang dung dịch xanh lam này. Đó. Cái anh ethanol thì không có hiện tượng gì. Đúng chưa? Đấy. Còn đối với anh lòng trắng trứng thì có cái màu gì đặc trưng? Đó chính là màu tím. Thì bây giờ đối với hai này thì đều có xanh lam thì sao? Thì nếu như ở đây á, chúng ta ghi thầy là nhiệt độ thường. Nhiệt độ thường này. Nhưng mà khi chúng ta cũng sử dụng anh này. Ha, sử dụng anh này. Nhưng mà ở cái điều kiện mà nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao. Và có cái chất xúc tác ở đây là kim OH trừ, thì cái anh glucose này nó sẽ kết tủa màu đỏ gạch, màu đỏ gạch. Còn ở đây thì không, không có. Các em hiểu nè, nghĩa là chúng ta vẫn sử dụng một thuốc thử, đây là COH tất cả hai lần. Anh này ban đầu cho vô là màu xanh lam, màu xanh lam. Anh em có hiện tượng gì chắc chắn nhận biết được anh này rồi. Anh này màu tím thì nhận biết được hai này, hai này còn lại đều có màu xanh lam thì chúng ta sẽ
tăng nhiệt độ lên, và dưới tác dụng của môi trường kiềm thì cái thằng glucose này nó sẽ chuyển có cái tủa màu đỏ gạch của đồng, hiểu chưa? Đấy, anh đây không có hiện tượng gì thì chúng ta sẽ nhận biết được glucose và glycerol, được không? Chúng ta có thể viết một cái phản ứng giùm thầy, đó chính là cái anh glucose là C6H12O6 cộng anh COOH tất cả 25, à, vậy đây tạo thành cái phức của đồng C6H11O6 tất cả 25 CO cộng cái gì nước, đúng chưa nào? Đem ta công bằng đây là 2 và đây là 2. Ok, giáo viên ở cái bài này được không đòi hỏi các em làm theo kiểu tự luận giống như thầy, nhưng mà cũng làm ra để các em biết và hiểu, chứ không là nó tại sao chúng ta chọn là COOH tất cả 25. Ta đi sang ở câu số 3 các em nha. Ta đi sang câu số 3 các em. Người ta hỏi các em là peptide là gì, liên kết peptide là gì, có bao nhiêu liên kết peptide trong một tripeptide. Thì peptide là gì trong sách giáo khoa đã có rồi, thầy bỏ qua câu này, ghi lại rất là mất thời gian của thầy và các em. Thầy nhắc lại một xíu là peptide là loại hợp chất hữu cơ, hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc alpha amino acid liên kết với nhau bằng các liên kết peptide. Như vậy peptide là gì là được chưa? Ở trong sách giáo khoa người ta ghi rất là rõ ở phía trước trang các em. Còn người ta hỏi liên kết peptide là gì thì cũng đã có sẵn ở trong sách giáo khoa. Đó chính là liên kết peptide là liên kết, đó chính là gì? CO với NH giữa hai đơn vị alpha amino acid, được chưa? Thầy sẽ giải quyết cho em câu này. Từ câu này trở đi, người ta hỏi các em là có bao nhiêu liên kết peptide trong một tripeptide. Tri là mấy? Tri là 3. Có 3. Như vậy thì chúng ta có là tripeptide nó được tạo từ ba đơn vị alpha amino acid. Từ đấy chúng ta suy ra giữa chúng có mấy liên kết em? Hai liên kết peptide. Được chưa? Người ta hỏi cái câu phía dưới nữa nè em. Em thấy nè, viết công thức cấu tạo và gọi tên các cái tripeptide có thể hình thành từ glycine và alanine. Hai đằng này đã có sẵn ở trong sách công thức của nó rồi. Và phenylalanine, phenylalanine thì chúng ta cũng đã biết rồi, có cái phenol, có cái vòng, viết tắt là phê. Tripeptide. Thì bây giờ chúng ta sẽ đảo theo thứ tự thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái anh chúng ta ghi này, đây là công thức cấu tạo và tên các cái tripeptide có thể hình thành từ glycine, alanine và phenylalanine. Được chưa? Rồi, thầy đẩy lên đây nha. Ví dụ như đầu tiên chúng ta có này, thầy sẽ cho glycine, alanine với lại là phê chốt. Công thức của nó là gì? 2NCH2CONH CH CH3, tiếp tục CNH, nó có hai liên kết mà các em, liên hai liên kết peptide CH, cái phong thì em ghi lại CH2C6H5COOH, hoặc là gly. Bây giờ phê vô giữa ala ra bên ngoài,
mấy cái bộ hấm, cho cà phê vô trên giữa anh em ha, anh la ra bên ngoài. Thì cái trình tự của nó chắc chắn có sự thay đổi ha. Thì anh đây vô giữa này nha, như vậy thì vẫn là anh glee vô trước ở đây NH đó nè, CH viết mấy cái này mỏi rất là dễ bị nhầm. Tiếp tục nhờ cái anh Alanin tới ly phê ha, thì chúng ta có như nè CO NH CH2 CO NH được chưa nào. Ok rồi, bây giờ thứ tự này hai nền nó sẽ thay đổi với nhau, phê vô người ly ra ha. Phê vô trước bây giờ biết cách viết chưa nào. Rồi bây giờ phê đứng đầu, hai anh kia thay đổi ha. Mấy cái bộ hóng cái đu con mắt của thầy khó chịu ghê luôn. Hết mực à? Còn mà cuối cùng nè, đây câu số 3 nha. Ta thay đổi trật tự là được. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em bắt đầu từ bài số 4 nha. Chúc em học tốt. Bye bye.